Thông điệp may mắn dành cho các tuổi Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Tuất, Hợi. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Nếu bạn thuộc những con giáp kể trên thì hãy chú ý lắng nghe nhé, bởi trong hôm nay các bạn sẽ đón nhận 3 tin vui. Tin vui thứ nhất là về vấn đề tiền bạc. Trong ngày 11 tháng 1 năm 2023 âm lịch, bạn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tin vui thứ hai là về vấn đề công việc. Nếu trong hôm nay những bạn nào muốn ký kết các hợp đồng lớn thì hãy mạnh dạn mà triển khai, bởi gần như không có khả năng thất bại. Tin vui thứ ba là về vấn đề tình cảm. Vào ngày hôm nay, vận đào hoa của các bạn đột nhiên nở rộ. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì hãy tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm, bởi đây là một ngày vô cùng may mắn đối với bạn. Tuổi Dần. Xem tử vi 11 tháng 1 năm 2023 âm lịch cho con giáp tuổi Dần, thiên tài chiếu mệnh, con đường tài lộc của người tuổi Dần rực sáng trong hôm nay. Bạn có thể thu về một khoản dư giả nhờ các mối đầu tư bất ngờ có lãi. Thậm chí có một vài người còn có cơ hội phát triển bất ngờ nhờ may mắn. Tuy vậy, khi cầm khoản tiền ấy ở trong tay, bạn nên có cách chi tiêu hoặc đầu tư thỏa đáng, không nên chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ nhất thời. Người tuổi Dần không gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe trong khoảng thời gian này, vì thế bạn chỉ cần tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chịu khó luyện tập thể dục thể thao và chớ bắt bản thân làm việc cũng như vui chơi quá mức. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Nhờ tam hội trợ giúp, người tuổi Mão trở thành tấm gương cho mọi người trong tập thể noi theo. Bạn thường tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc, không còn mãi đi theo một lối mòn mà người đi trước đã vạch ra. Dưới tác động tích cực của các tinh, người tuổi Mão có cơ hội gặp được quý nhân trong hôm nay. Đối phương có thể đưa ra cho bạn cái nhìn mới mẻ hơn về nhiều mặt vấn đề. Vì thế hãy thử lắng nghe quan điểm của quý nhân nhé. Trong chuyện làm ăn, bạn có thể làm quen được với những đối tượng khách hàng, đối tác triển vọng, có chung một đích đến. Đôi bên hãy nhanh chóng hợp tác để biến kế hoạch tương lai thành hiện thực, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng. Đồng thời, Mộc Vượng khuyên bạn, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức, kẻo lại đổ bệnh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Thiên ấn cho thấy sự nghiệp của con giáp này đang có những bước phát triển đáng kể. Bạn xử lý thành thạo những vấn đề xuất hiện trước mắt, nhờ có vốn kinh nghiệm phong phú. Thậm chí bạn còn giúp mọi người giải quyết khó khăn, con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn phát triển vô cùng hanh thông. Bạn biết đâu là cơ hội để phát triển và nắm bắt nhanh chóng. Thậm chí bạn không ngại thử sức mình ở những nội dung công việc mới. Người làm lãnh đạo đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể vượt qua khó khăn. Bạn nhận được sự ngưỡng mộ và tin cậy của mọi người xung quanh và hứa hẹn còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Mộc khắc thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại phủ một màu ảm đạm. Có lẽ bạn đang quá quan tâm đến sự nghiệp của mình mà lơ là trách nhiệm với gia đình, khiến mối quan hệ với các thành viên trở nên phai nhạt. Nếu có việc cần phải đi xa trong hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo hoặc lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay, hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc và tài thần xuất hiện ở hướng Tây Nam. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được người đồng chí hướng trong hôm nay. Đôi bên có nhiều quan điểm chung về cách xử lý công việc, nên việc hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng còn khó khăn cản lối. Người làm kinh doanh cũng có thể tiếp xúc với những mối khách hàng triển vọng. Họ không chỉ đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư giả ở hiện tại, mà còn có thể ở cả tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây ấn tượng với họ nhé! Trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ, kẻo túi tiền dù có rủng rỉnh đến mấy rồi cũng nhanh chóng cạn kiệt. Mộc sinh hỏa, những mâu thuẫn rạn nứt trước đó được bản mệnh kéo léo giải quyết, không để chuyện quá khứ ảnh hưởng nhiều đến hiện tại. Con giáp này tưởng chừng vô tâm nhưng có lúc lại vô cùng tâm lý.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất tiếp nối tử vi ngày 11 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, mộc khắc thổ cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Tuất có thể phát sinh một vài rắc rối khi bản mệnh cảm thấy bất an và đánh mất lòng tin với người mình yêu. Tuy nhiên, con giáp này cần bình tĩnh, nếu lỡ có gặp phải bất cứ vấn đề gì, hãy xác minh thông tin để có thể đưa ra quyết định một cách thông minh. Bạn chớ nên vội vàng phán xét và quy kết tội lỗi cho người ấy, kẻo đến khi hối hận cũng không kịp. May mắn là trên phương diện sự nghiệp có thiên ấn chiếu mệnh, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên có một ngày khá thư thả. Những công việc quá quen thuộc không khiến bạn tốn nhiều thời gian nữa. Người làm ăn buôn bán nắm bắt được nhu cầu thị trường, chi tiêu, mua sắm sau Tết nên có thể đưa ra những mặt hàng phù hợp với giá cả hợp lý, khiến đơn hàng đổ về tới tấp. Dù có thể bạn vất vả một chút, song túi tiền của bạn ắt sẽ được rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái ngay vào thời điểm đi làm sau Tết có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi nhị hợp giúp người tuổi Hợi có tâm trạng phấn chấn khi bắt đầu một ngày mới. Bạn sẵn sàng thực hiện các công việc được phân công, cho dù đó là công việc mới mà bạn chưa xử lý bao giờ. Tinh thần tích cực của bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể hăng say làm việc. Hay gắn kết mọi người với nhau, bạn sẽ nhận thấy mọi việc còn tiến triển thuận lợi hơn dự tính rất nhiều. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính bắc, phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ Tư ngày 1 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Canh Dần tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày này thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu, kỵ tuổi Giáp Thân và Mậu Thân. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!